Thì hiện tại thì bạn Phương đang là một ký đầu tư một cái đoạn phim, phải nói là khá là khủng, đang đầu tư khá là nhiều. Thì mấy máy quay là bắt đầu là chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ekip thì khoảng được có hai người, mình với bạn Phương thôi. Phó giám đốc sản xuất, diễn viên sản xuất, rồi hậu cần, ánh sáng, âm thanh đều là của hai người mọi người. Mình cũng nghe đâu là bạn Phương cũng đang đầu tư một bộ phim. Thì bộ phim Tết mọi người, nhưng mà chắc là làm không kịp rồi, bây giờ còn có tháng mấy thôi. Nhưng mà hiện tại thì bạn Phương đang tuyển diễn viên mọi người nha. Nhưng mà diễn viên không có lương. Nếu mà bạn nào muốn mà đóng phim á, một đoạn phim ngắn Tết á, thì có thể liên hệ với bạn kênh Minh Phương Vlog. Có kịch bản đàng hoàng và dụng cụ máy quay thì mọi người khỏi lo. Ở điện thoại đồ lô bù. Ở Dũng đang thắp hương kiểu như cuối năm rồi, cũng cầu xin. Ở đây không phải ông bà mà giờ đây mình đến đây đất đai thổ quyền thổ địa ở đây mình cũng thắp hương. Đất cửu đây, đất cửu. Đất cửu. Rồi. Cái này là thâu tiếng nói đấy, nhỏ không thâu tiếng nói đâu, chủ yếu lấy hình thôi chứ thâu tiếng nói đó, tại vì nó không có xài mic. Ủa anh đi đâu vô đây vậy? Hả? Nhà, mái lá. Nếu mà ai ở miền Tây thì nhìn thấy căn nhà này rất quen thuộc, nhưng mà có nhiều người ở thành phố thì nhìn cái căn nhà này thấy nó cũng xa lạ lắm bạn, tại vì căn nhà này nó thuộc về thôn quê. Mình không ở miền Tây mà mình thấy vẫn thấy quen thuộc mọi người, nó lạ gì. Tích tắc thời gian vượt qua mặt, vượt qua sức, vượt qua view, vượt qua tiền. Tại Phương không chịu làm, Phương bỏ lâu quá.